Xin chào anh em, hôm nay thì trả lời cái clip thì mấy bữa thì anh em cũng có nói là hướng dẫn năng chép mình bằng Moxit, bộ Moxit thì có nhiều anh em cũng hỏi là bây giờ mình hướng dẫn qua phần năng phần bắt để nhiều lúc là anh em cứ vẽ volume phần Moxit nè, phần bắt nó lên nhưng mà có nhiều Moxit nó tiếng nó yếu bắt, thì hôm nay mình hướng dẫn cái phần Moxit để năng tiếng bắt lên cho quấn tiếng nó ấm hơn, nó chắc hơn. Thì đầu tiên là anh em có thấy không? Này, đây là vol và bass, tiếng trung, tiếng chép và ba lăng. Thì cũng bao nhạc thì nó là gồm chức năng là bao nhiêu thôi. Và ngõ AB và ngõ 3X. Thì có cái linh kiện phạm vi mà IC trở thì mình không được thay đổi. Phần bass thì mình không có thằng thay đổi có linh kiện đây. Thì đầu tiên là nếu mình nâng bass thì mình chủ lực về về bass đây, chủ lực về bass thì mình sẽ nâng tại phần bass, nếu anh em nâng trung thì tại trung, chép thì về chép, còn lọc tiếng chép thì bữa mình hướng dẫn rồi. Thì bây giờ mình không có nói phần chép phần trung, nam mình làm clip này là hướng dẫn anh em nâng tiếng bass cho tới ấm. Cái đáp này là không phải là tiếng bass nó mạnh lên nhưng mà mình làm tiếng bass cho nó tròn tiếng bass, nó ấm tiếng bass lại chứ không phải là tiếng bass nó mạnh nha. Tiếng bass mạnh quấn một âm đi nó lực và nó mạnh là nó điều hòa và công suất nè, mình xài cục biến thế đó anh em gọi là tăng phô đó, nó đủ thứ hết, nó cộng lại còn cái phần music nè là phần bass trong chép là mình phân tầng ra, nhưng mà cái tiếng bass cho nó ấm cho nó rõ, tiếng bass cho nó tấp tiếng thì mình phải làm trên phần music, còn cái tiếng bass nó mạnh và nó căng căng tiếng thì nó ảnh hưởng tới, nó thuộc về phần công suất và nguồn và tăng phô. Nên anh em nhớ rõ nghe, nó phân biệt cho nó rõ ràng chứ không phải là nhưng mà cái nào cũng giống nhau. Đây là nâng tiếng bass cho nó ấm này, tiếng nó sẽ tròn cái tiếng bass lên, nó để phân tầng ra bass trung chép này, nó phân tầng ra là tiếng bass nha, nó tròn và nó rõ chứ không phải là tiếng bass nó mạnh và nó căng lên nha. Nếu mà anh em nào mà xài á mà tiếng bass á mà nó dùng thay mà để tiếng bass cho nó mạnh lên, nó dữ dội lên thì nó không thể tự nhiên. Nếu mà anh em xài cũng cam ly á mà biến thế nó nhỏ, ví dụ 15 A thì anh em quấn loa mà 2,5 tấc thì nó cũng vừa vừa tầm, mà anh em quất loa lớn vô thì buổi tiếng bass nó sẽ bể, nó không bao giờ nó tròn được. Đó, là nó khác, nâng tiếng bass đó là phần bass để nó mạnh tiếng bass là nó khác, còn đây mình nâng cái tiếng bass để cho nó tách cái tiếng bass ra cho nó tròn trịa cái tiếng bass chứ không phải là nó mạnh cái tiếng bass, nó gầm cái tiếng bass lên. Còn nếu anh em nào muốn mà bass mà nó cũng mạnh và nó bóc bass thì anh em phải cua lại cái công suất và phần nguồn và phần biên thế nha. Còn hôm nay mình hướng dẫn anh em là nâng tiếng bass cho nó tròn trịa tiếng bass, phần tầng của phần music này. À, nó tách cái tiếng bass ra nó rất là tròn tiếng, nó gõ tiếng bass tiếng trung chép là rất là rõ ràng, nó không có nó trộn với nhau. Thì anh em mình thấy không, đầu tiên đấy, gồm lại anh em thấy nè, đây anh em mình thấy không, 2, 2, 3 nó có gồm có 4 con đấy. 4 con thì nó là nó nối nè, chân 1 và chân 2 đấy, thấy không, chân 2 và chân 3 thì nó có thế. Thì để nó tăng cái dòng, mà nếu mà anh em mà cái tụ 2, 3 này nó nối tiếp nào, nó tiếp vô trong volume thì anh em nhớ nha. Bây giờ mình muốn không cần mình, nhiều lúc anh em cũng có biết là có nhiều người rút trở ra họ trở xuống cho tiếng vô, nhưng không phải, trở là người ta phân tầng đây nó đúng rồi, thiết kế hợp phân tầng nó đúng là làm dòng trở thôi, chỉ nếu mình căng á theo á là căng tụ chứ không có căng trở nha, tụ là mới đúng. Nguyên nguyên lý nó là họ phân tầng ra là tần số nó đã trở, tổng trở nó có sẵn rồi, anh em không phân tầng trở như là thay đổi cái tỷ số tụ. Thì con 2, 2, 3 nè, 4 con anh em nếu mà có tụ 2, 7, 3 thì anh em thay vô là tiếng nó cũng lên mà nó không bằng cái con 3, 3, 3, tụ 3, 3, 3.
Bàn số 3 nha. Bàn số 3 là tiêm thanh tiếng rất là chuẩn và tiếng nó tròn. Anh em lấy cái tụ bi cũng được, mà tụ kẹo thì tiếng nó tốt hơn. Nói chung là tụ kẹo thì tiếng nó hay hơn và mất tiền hơn, tốt hơn. Còn anh em là xài tụ bi thì cũng được, nếu không có mình làm hàng chất lượng thì mình xài tụ kẹo, còn hàng thường thì mình làm tụ bi, anh em tùy theo. Mình đây không nói là hòn mắc rẻ gì hết, nhưng mà anh em cứ xài đúng tỷ số là được. Anh em xài vô 333 là tiếng bách rất là tròn, rồi là hay. Bách trung chép nữa, gõ tiếng rất là hay, anh em cứ thử xem. Thì cứ làm anh em theo hướng dẫn đi. Còn bây giờ anh em mà nếu mà muốn bắt lên mà nó vừa vừa thì anh em bỏ là 273 nha. 273 mình, nhưng mà theo mình á, là mình sử dụng 273 lúc trước á, là hàng nó hết rồi, người ta không có nhập cái hàng 273 tụ nữa, người ta sẽ nhập 333 không là đa số. Thì mình mua tụ 33 vô, mà 33 thì tiếng bắt nó sẽ tách tiếng mạnh hơn, từ tầng tỷ số nó cao là tiếng nó sẽ lên. Anh em mình chú ý nha. Đấy. Thì anh em qua clip đến đây thì cũng dài rồi, thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ kênh. Mình ra những clip tiếp theo thì cũng lâu lắm rồi, có tháng nào mình mới ra cái clip, thì hướng dẫn cho anh em một chi tiết mỗi phần một chút vậy thôi, mình không có làm clip dài để anh em xem nó buồn chán. Thì anh em mình nên nhớ nên mua tụ bàn số 3 bỏ vô là ok. Thay 4 tụ, các anh em cứ rút rút ra 4 cái tụ đây là thay vô đấy, rút ra xỏ vô là được. Đó. Còn nếu mà anh em nào mà cảm thấy mà bắt mà muốn mạnh mạnh bắt mà tiếng rất là chắc bắt thì anh em phải cua lại cục biến thế và nguồn và công suất. Rồi, tạm biệt anh em.